Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đổi khung cảnh ha. Mình đi về vùng quê, nhưng mà không phải là quê của em ha, mà là vùng quê sâu hơn. Đó là khu vực Đồng Nai. Khu vực này là Mã Đà. Thì ở đây có cái bến đò. Nãy giờ mình đi lên đường rồi qua rừng, rồi qua những cái con dốc và tới bên đây là cái bến đò. Bây giờ mình sẽ đi cái bến đò này, mình sẽ đi ra cái đảo hoang để mình trải nghiệm một cái cảm giác là sống ngoài đảo như Robinson ha. Mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm nha. Đây là sông Đồng Nai nè. Ở đây thì bà con đang đánh bắt giống như làng chài ở ngoài Vũng Tàu vậy đó. Đây là con ốc. Ốc đó gì con? Chắc để mai về. Cá đó cũng đánh bắt dưới sông này ha. Rồi chúng ta sẽ đi bằng một cái con đò. Không phải là cano vậy. Hôm nay trong hành trình này thì có hai anh, một anh đó là anh Sunny và một cái anh nữa, anh Đạt đó. Và một cái em lái đò. Lên anh Dũng, kéo lên anh Dũng đây. Wow. Người ta có cách lên hay. Rồi đi ra sao để cho nó nè. Bơi hả? Ồ có máy chứ hả? Ồ. Cái đò này cũng rất là đơn giản. Như xuồng ba lá vậy, loại lớn. Này là bông điên điển nè. Chúng ta đi đâu vậy? Sống nước. Nó cần ra không? Cái anh đó nó bơi xuồng bằng chân hay không? Hôm nay bầu trời rất là đẹp. Tiếng gà gái. Khởi động bằng cách nào đây? Quay. Mình đi ở đó mấy phút em? 15 phút rồi. 15 phút mà. Gần mà. Một cái chuyến này là 200. Với 200.000 thôi thì em nhỏ này sẽ đưa chúng ta đi ra ngoài đảo. Phiêu quá.
rồi, bây giờ chúng ta cũng đã cập bến rồi nè, đó. Cập bến vô cái đảo nhỏ nhỏ trong cái hồ Trị An này. Rồi mình lên bờ nha. Mình sẽ ở lại đây một đêm và ngày mai chúng ta đi về. À, bông màu vàng là bông điên điển. Cá đã. Ờ, có cá. Có cá anh, có lưới nè, có cá đã. Có chanh luôn. Sâu rồi, sau một hồi lên đảo thì chúng ta cũng đã dựng lều và đốt lửa. Lửa thì là những cái vật dụng như là củi. Củi nằm trong cái khu rừng này, cái đảo này. Và điều đặc biệt đây là đảo người ta gọi là đảo Cao Minh. Ở khu này thì có đảo Ó, rồi những cái đảo không tên ở khu vực hồ Trị An này đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại ở trên cái đảo Ó này nha. Ở đảo Cao Minh này, Cao Minh là nhạc sĩ Cao Minh. Và chúng ta sẽ đi một vòng cái đảo này để xem tình hình thế nào ha. Rồi xíu nữa mình sẽ nấu ăn ở trên đảo này và mình sẽ ở đây một ngày một đêm và ngày mai chúng ta lại đi về. Với cái đảo này thì cây chúng ta thấy đó là cây đều, và ở đây có một hộ duy nhất đó là chú Cao Minh. Và sự quan sơ ở đây cho thấy, chúng ta thấy là nó rất là thiên nhiên, mát mẻ, trong lành. Và nơi đây chú Cao Minh đang làm cái dự án gọi là du lịch thiên nhiên hoang dã đó. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái lều, cái trại và những cái đường ra ngoài ngoài hồ nè, để mình lại gần xem nha. Hôm nay sẵn đây đi một vòng cho các anh chị và các bạn thấy được đâu đó còn có những cái nơi hoang sơ như vậy ở gần Sài Gòn. Nơi đây cách Sài Gòn khoảng 70-80 km. Khu vực này gọi là Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Ở đây thì không có điện nên người ta sử dụng máy phát điện. Đó, mình nhìn thấy thằng chú Cao Minh nè. Mình kêu anh đi cho nó vui vẻ. Ở đây anh làm cái cây này là cây ở trên đảo này luôn và đan lại với nhau. Rất là mát. Đây là những cây đều khô thành củi. Hôm nay mới cắt biết hàng luôn hả? Giỏi dữ trời. Vừa sáng tác rồi vừa cắt hàng sao quải. Bây giờ anh ở đây mấy ngày rồi? Giờ mình sơn lên cái
sơn lên mấy cái hàng đi hổ rỉ. Đúng rồi. À. Và này họ phun cái BU lên ha. Phun dầu điều. À, dầu điều cho nó có nó vàng vàng cho nó không bị thấm nước ha. Thấm làm cái lao phong này đẹp. Và mấy cái phòng ở như kia anh đang làm đó. Nha. Em biết vách đồ làm toilet đẹp. À. Ủa, dự án này anh định như nào mới hoàn thành? Chưa biết này, chứ ráng tới Tết mà không biết làm sao đây. Mấy Tết hả? Biết là sao đây. À. Ở trong đây là gì? Cái nhà trong đây là gì? À, nữa để tao biết của tao hả? À. Đây là cái này là cái nhà hàng. Nhà đúng không? À, dự án này cũng ấp ủ rất là lâu rồi nè. À, chứ sau này là cái bếp. Nha. Yeah. Ok, cái dự án này anh Minh chắc ấp ủ lâu lắm rồi ha. Cái lẩu anh mua lâu rồi, nó biến mà hôm nay nó ra làm. À, mỗi mỗi khi làm chút. Thì này nỗ lực ra làm đùng luôn. Thứ hai là bắt đầu kéo thợ ra đông nữa. Nha. Yeah. Anh còn đổ đường cho xe chạy, với lại là anh làm cái này để anh cho máy bay thể thao đó. À. Máy bay thử phi cơ đó. Nha. Yeah. Cái sân bay nó nằm trong kia kìa. Dạ. Cái này là nó kẹt vào sân bay là tốn thời gian nhiều. Dạ. Yeah. Đem vô đề 7 chiếc rồi. À, ở đây mát quá trời, đẹp nữa, ở đây đẹp. Ủa, cái đảo mình có qua bên kia luôn mà. Có, anh có cái cầu đó, anh thấy không? À. Đi hướng đó, cái cầu. À, đó. Đi bò bên kia. Đó là sau này đi thú bên đó đó. Dạ. Yeah. Ở đây thì chúng ta hiện tại thì chưa có cano đưa rước. À, nhưng mà xong cái dự án này thì sẽ có. Sẵn hôm nay đây giới thiệu cho các anh chị và các bạn luôn. Nói chung là cái này cũng chưa có chưa hình thành nên thành ra đây chỉ là hình ảnh ban đầu thôi. Ở đây chúng ta có thể ở trải nghiệm. Máy phát điện. Những cái làm những cái lối đi để đi ra cái bờ hồ nè. À, cái đảo này rất là lâu rồi. Đây những tấm bê tông. Ở cái bậc này nó cao quá anh chứ. À, làm phải làm cầu thang nữa nó. Chiếc ghe. Ủa mình mấy cái trụ này là cây gì anh Minh? À, thấy nó nứt nẻ, em tưởng đâu là nó mục. Ai vậy, nó chắc dữ. Nó hoa đá rồi. À, vậy hả? Ồ. Oh. À, em thấy nó nứt nẻ thì tưởng đâu là nó yếu chứ. Đang hàng cái lối đi xuống bờ hồ này. Và bữa là thuyền sẽ đậu ở đây đưa rước khách. Rồi chúng ta đi vô nha. Một số hình ảnh ở cái đảo Cao Minh này gửi đến các anh chị và các bạn. Chia sẻ thêm một cái địa điểm nữa để các anh chị các bạn có thể tương lai, chắc là vài năm nữa, một hai năm nữa thì cái khu này sẽ rất là đẹp. Hiện tại thì bây giờ vẫn đang trong quá trình làm, trước đó thì coi như là không có người ở luôn. Và nơi đây anh Sunny Đoàn cũng đi rất là nhiều lần rồi. Anh Minh là bạn của anh luôn. Rồi, em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một số hình ảnh trên cung đường đi băng rừng vượt suối
để đến đảo Cao Minh này, chỉ cách Sài Gòn 70-80 km, đi về khu du lịch Bửu Long, hướng Bửu Long Biên Hòa, và đi qua con đò nó sẽ qua con đảo này trên cái hồ Trị An. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye chị và các bạn. À đây có gà nữa nè, đó anh có nuôi gà nữa nè. Vậy có thấy ở khu vực này có mấy cái nhà nghỉ nè, đang xây dựng xúc tiến cuốn chiếu, và những cái dự án này đang quá trình hoàn thiện, do để lâu quá nên thành ra mình thấy nó hơi cũ, và dự kiến là chắc trong Tết này là sẽ hoàn thành theo anh chia sẻ. Và phía sau chúng ta thấy có một cái bến, có mấy con thuyền với những cano để mình có thể đi vô đất liền qua bên kia hồ. Rất là mát mẻ ở đây, rất là mát. Một cái hồ rất lớn ở sông Đồng Nai, hồ Trị An. Ở khu vực Mã Đà này thì chỉ có khoảng chừng 40-50 hộ dân thôi, họ sinh sống ở đây từ nào giờ, với nghề đánh bắt cá và khai thác rừng, mà nghề chính là thủy sản. Và thấy đây có cái nhà cho công nhân ở đây nè, ở giữa đảo, chứ anh Cao Minh cũng ít ở đây. Lúc nãy chúng ta vừa gặp anh đang làm mấy cái tay vịn cầu thang đi ra ngoài bờ hồ để đón khách. Mình thấy cảnh ở đây rất là yên bình ha. Do những cái nhà này trước anh đã xây cách đây cũng mấy năm nên thành ra lâu, để lâu không sử dụng, bây giờ bắt đầu nó mục, và bây giờ anh xúc tiến anh làm lại. Những cây gỗ này để lâu không xài, mối mọt. Những cái nhà dự kiến là homestay của khách ở. Ta nghe chim hót líu lo. Rồi tạm biệt các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.